chào bạn mọi người. Hôm nay cùng xem DC70 và xe cỏ lúa cắt ở đồng cả mới nha các bạn. Xe chạy quá dữ các bạn ơi. Đúng rồi, đang cái bánh là vào đó kìa. Bánh rồi, đi tù còn chào khán giả. Chắc bị lúng nên da sắn tới thì da ra các bạn ơi, được sắn được nhiều được quá. Cái này thấy đất lúng quá. Thank you.
Lễ Chấn đi tới, giờ là Lễ Chấn đi tới bị xịt ở cảng đường đó các bạn, nên phải như là sẵn vậy đâu cho nó án xịt đi luôn mà nó chưa đi được các bạn. Dẻo mà nhờ có chỗ quay đầu các bạn, nghe cái đầu vạt này nó hơi cứng. Tài này không phải là dạng dừa đâu các bạn, tài này chạy hỏng thiệt, nhưng mà gặp đất này phải xử lý như vậy thôi. Nổi dưới là bộ một cá rồi coi đó, nổi dưới là bộ một cá rồi coi, lên lên cái quy rồi em. Xế này xử lý tình huống khéo nha các bạn. Coi có qua cục bên đây không nha các bạn, hay là chừa lại không biết.